Ngày 5 tháng 2, Kính Thánh Agatha. Cô gái Kitô giáo xinh đẹp tên Agatha sống ở Sicily vào thế kỷ thứ 3. Viên thống đốc vùng đó nghe biết về sắc đẹp của Agatha đã truyền bắt cô vào cung điện. Ông muốn cô phạm tội nghịch đức trong sạch, nhưng Agatha rất can đảm, không chịu nhượng bộ. Ngài cầu nguyện lạy Chúa Giêsu Kitô: Chúa biết tâm hồn con và thấu hiểu ước muốn của con. Chỉ mình Chúa là đủ cho con, vì Chúa là tất cả của con. Xin hãy cứu lấy con khỏi người đàn ông xấu nết này, và xin hãy ban cho con đủ sức để vượt qua cơn cám dỗ này. Rồi viên thống đốc đã gửi Agatha đến nhà một đàn bà tinh quái. Có thể cô gái sẽ bị tiêm nhiễm những điều xấu chăng? Nhưng Agatha đã tin tưởng mạnh liệt vào Thiên Chúa và luôn luôn cầu nguyện. Ngài đã giữ mình trong sạch. Thánh nữ Agatha không để tâm nghe theo những ác ý của bà và các con gái bà. Sau một tháng, Agatha được mang về cho viên thống đốc. Ông này lại cố gắng thuyết phục thánh nữ Agatha. Em là một phụ nữ quý phái, ông nói rất tử tế. Sao em lại hạ mình xuống làm một Kitô hữu thấp hèn như vậy? Agatha trả lời: Dù tôi quý phái thật, nhưng tôi là nô lệ của Chúa Giêsu Kitô. Viên thống đốc hỏi lại: Thế quý phái thật nghĩa là gì? Agatha trả lời: Nghĩa là phục vụ Thi Chúa. Khi nhận thấy Agatha nhất quyết không chịu phạm tội, viên thống đốc tức giận. Ông liền truyền đánh đòn và hành hạ Agatha. Đang khi được mang đến nhà giam, thánh nữ Agatha than thở với Chúa: Lạy Chúa là đấng tạo hóa của con. Chúa đã bảo vệ con từ khi con còn trong nôi. Chúa đã gìn giữ con khỏi tình yêu thế gian và đã ban cho con được kiên tâm chịu đựng đau khổ. Giờ đây, xin Chúa hãy nhận lấy linh hồn con. Thánh nữ Agatha tự đạo tại Cataria, Sicily năm 250. Chúng ta có thể bắt chước gương thánh nữ Agatha. Như ngài, chúng ta hãy cầu nguyện với tất cả tâm hồn khi bị cám dỗ làm điều sai quấy.